Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay sẽ giới thiệu anh em một con game nhập vai chiến thuật có tên gọi là War Spell Team Tactics. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con game này nhá. Hiện tại thì con game này nó mới ra mắt ở trên Android thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá từ game War Spell này. Để có thể chơi được cái game này, anh em sẽ cần phải cài file APK nhé, bởi vì nó chưa có trên Store Việt. Rồi, các bạn thấy là game có đồ họa 3D đẹp. Chúng ta sẽ được một tướng đầu tiên là tướng Aether. Aether này thì là tướng tanker nhé mọi người nhé. Game này thì mang phong cách thần thoại phương Tây. Đó, ui, boss nó ngầu quá nhỉ. Đây, chúng ta sẽ vào game này. Đó, game có đồ họa 3D luôn anh em nhé. Và là một con game chiến thuật. Nó sẽ đại loại thẻ tướng chiến thuật đấy mọi người. Các bạn sẽ đi chiêu mộ nhân vật, xây dựng đội hình và chiến đấu. Đấy, cơ đấy chiến đấu đi theo kiểu truyền cảnh. Và khi mà nhân vật đầy năng lượng thì ấm avatar nhân vật để sử dụng kỹ năng. Cái điểm đặc biệt nhất của game này chính là đồ họa 3D. Và mỗi khi mà nhân vật sử dụng kỹ năng ấy, nó sẽ có cái đoạn cắt cảnh thật sự rất là hoành tráng và đẹp mắt luôn. Thì mình thấy cũng khá là ok với đồ họa của con War Spell này. Đấy, nó đánh theo kiểu truyền cảnh. Đấy, bước tiếp này. Đấy, sử dụng kỹ năng. Wow. Rồi. Cách chơi thì mình nghĩ là cũng không phức tạp đâu. Bạn nào hay chơi game thẻ tướng chiến thuật thì sẽ không khó làm quen với con War Spell này. Lại thêm tướng tanh nghe bạn, toàn tướng tanh này. Đây, mình sẽ có thêm một tướng phép này. Đó, đây là phần đầu game thôi nên là nó sẽ cho người chơi làm quen dần với gameplay á, với cái chơi chiến đấu, rồi sau này sẽ mở khóa thêm các tính năng nâng cấp nhân vật cơ bản. Búp giáp này. Đây, chúng ta sẽ có tướng AD, tướng support hồi máu anh em ạ. Đó, có thể hồi máu cho cả tất cả các thành viên trong tổ đội. Đấy, trong một đội hình thì sẽ cần tướng tanh này, tướng DPS này, tướng gây đam chính đó, và những cái tướng có khả năng hồi máu. Đây là cái điều rất là cơ bản của một cái game kiểu dàn trận. Đó. Rồi, chúng ta sẽ mở khóa tính năng chat level 3, arena level 10. Chắc chắn là chúng ta sẽ có phần gacha nhé mọi người nhé. Anta, và phần Anta này có thể triệu hồi và các bạn sẽ được một lượt chiêu mộ miễn phí. Đầu tiên, một tướng tím này anh em này. À, là tướng búp máu đây gì nữa. Ồ, bây giờ là gacha ra em này đúng không? Đấy, các bạn thấy đồ họa rất là đẹp. Ami là một tướng hồi máu. Rồi, chúng ta có phần campaign. Chúng ta sẽ đánh theo kiểu dạng vượt ải. Độ khó là mới là easy thôi, tức là độ khó dễ. Đấy, càng lên cao nó sẽ càng khó hơn nhé. Sẽ mở hóa thêm nhiều chế độ chơi khác. Nhìn chung là mình ấn tượng với cái con War Spell này ở cái đồ họa anh em ạ. Phải nói là game thẻ tướng thôi, nhưng mà cái đồ họa làm mình thấy rất xuất sắc. Đây, đủ bóng các thứ đầy đủ luôn. Đây, có thêm tướng mới này anh em này. Đẹp nhờ. Cái đoạn cắt cảnh kỹ năng này rất là hoành tráng, đẹp mắt luôn. Đấy, dần dần nó sẽ giới thiệu các tướng mới cho mình ấy, để mình làm quen. Mình nghĩ một tổ đội tối đa sẽ là 4 đến 5 tướng thôi mọi người nhá. Mình chưa tìm hiểu phần tổ đội nhưng mình đoán là như vậy. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu này. Đấy, ở đây mình cứ chơi theo hướng dẫn của game đã. À, đây có auto rồi này. Level 6 thì các bạn sẽ mở auto nhá, tức là sẽ không phải bấm kỹ năng nữa mà tất cả mọi thứ là hoàn toàn tự động rồi. Không biết là sau này có tăng tốc không. Mình nghĩ là nên có tăng tốc thì nó sẽ nhanh hơn một tí. Khá mất thời gian ở cái phần chuyển cảnh này. Ôi, bắn đau nhá. Rồi, chúng ta sẽ còn một cảnh nữa. Đây rồi. Cái này khá đông, mình sẽ búp giáp này. Đó, chiến đấu. Ui, chưa có kỹ năng hồi máu luôn. Ôi, cái này, em này lên chiêu lâu nhỉ. Búp máu này. Đó. Nên là mình thấy là game cũng khá là ổn. Rồi, level 3, chúng ta mở khóa thêm tính năng chat. Ok, cứ chơi theo hướng dẫn của game nữa nhé. Bắt buộc phải chơi theo hướng dẫn của game. Đó, chắc là phải chơi qua cái chương này thì nó mới. Đây, có tăng tốc rồi này mọi người ơi. Ải 2.1 thì sẽ mở tăng tốc nhá. Auto level 6 này. Đó, mình biết ngay mà sẽ phải có tăng tốc để cho nó nhanh hơn. Cái này mình thấy là nhịp độ game nó vẫn hơi chậm một tí. Mấy bạn nào mà hay chơi game thẻ tướng thì cái phần chiến đấu này các bạn sẽ lúc đầu chỉ thích xem, nhưng lúc sau các bạn chỉ mong bỏ qua thôi. Các bạn sẽ tập trung nhiều vào phần gacha cũng như là phần nâng cấp tướng, thì cái con War Spell này cũng tương tự như vậy thôi.
Đấy, chúng ta sẽ đi nâng cấp dần dần cái tướng của bạn. Đấy, sử dụng kỹ năng. Ở đây chưa có auto thì mình sẽ phải bấm bằng tay đã. Cái này mình đang chơi bằng giả lập nhé mọi người nhá. Game có thể chơi bằng giả lập nhưng mà nó hơi nháy hình một tí. Có lẽ là giả lập nó cũng chưa tối ưu tốt. Đây, chúng ta có phần champion là tướng này. Chúng ta sẽ đi nâng cấp tướng. Các bạn này nâng cấp tướng nhá. Mình nghĩ là nâng level này, tiến bậc, tăng sao các thứ. Đấy, lắp trang bị nữa. Rồi, đây, nâng tiến bậc đấy, vừa tiến bậc đấy. Rồi cấp cộng kỹ năng này. À, các bạn để cộng kỹ năng cho tướng. Lập trang bị này. Rồi, cũng lại có phải nâng cấp kỹ năng này. Tiến bậc đấy, từ trắng lên xanh lá cộng một các thứ nó sẽ mở khóa thêm kỹ năng mới. Rất là quen đúng không? Chưa đủ trang bị thì chưa thể tiến bậc được mọi người ạ. Đấy, cái trang bị này thì các bạn sẽ kiếm được thông qua việc là vượt phó bản nhá. Đây, ta sẽ có sau này có rất nhiều tướng để mọi người trải nghiệm. Có lẽ mình đã chơi qua phần hướng dẫn tân thủ rồi, chúng ta sẽ có các cái giao diện các thứ. Đây, các cái gói quà ở đây. Nhận thưởng này, rồi quà nạp các kiểu. Đấy, chúng ta sẽ có thêm, sau này sẽ có thêm nhiều chế độ chơi khác nữa. Đây, các gói quà nạp này. Nhận thưởng quà miễn phí này. Rồi còn gì nữa nhỉ? Đây, có hòm thư, không biết là tặng à. Tặng có 10 kim cương á. Củi bắp thế. Đây, ký danh nhận quà. Game này có vẻ như là nó không tặng nhiều các cái vé quay tướng nha anh em nhỉ. Chúng ta sẽ vào phần chiêu mộ đây nhá. Các bạn để xem trước phần thưởng này. Không biết có tiền tỷ lệ không nhưng mà hình như nó không có hiển thị tỷ lệ quay tướng đấy anh em ạ. Nó không hiển thị rồi. Nói chung là mình nghĩ là nó cũng khá là chua đấy. Cái phần quay tướng này cũng khá là chua. Ở đây thì mình vẫn chưa đang vẫn đang tải game. Đấy, game cũng có dung lượng khá là lớn. Mình vẫn đang tải game này anh em này. Đó, khoảng hơn 2GB nhá. Cái con Warspell này dung lượng khoảng hơn 2GB. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vượt ải đâu á. Đấy, cố gắng là được 3 sao nhận thưởng. Làm sao để được 3 sao thì các bạn đừng để chết tướng nào là được. Là các bạn sẽ được 3 sao. Rất là đơn giản đúng không? Chưa mở auto. Cứ có thể đánh bằng tay mọi người ạ. Đấy, các bạn nâng cấp tướng lên thì đánh nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Các bạn dễ dàng vượt ải hơn. Cái việc nâng cấp tướng là rất quan trọng nhé. Nhưng mà về cơ bản thì con Warspell này mình đánh giá nó đẹp ở cái đồ họa thôi. Còn về gameplay thì mình thấy là không có gì quá nổi bật. Đấy, những cái ải ban đầu này thì nó tương đối là dễ rồi. Chỉ là các bạn nâng cấp nhẹ nhẹ nhân vật là được. Đấy, chắc là phải chơi qua cái chương này rồi. Rồi, ta sẽ tiếp tục chiến đấu này. Đấy, ải số 2, nó có đánh chuyển cảnh này. Công nhận là cái chuyển cảnh này thì nó hơi mất thời gian một tí anh em nhỉ. Đấy, bụng máu cho đồng đội này. Rồi, lại tiếp tục chuyển cảnh. Bụp giáp lên. Đầy kỹ năng lại sử dụng kỹ năng tiếp. Nói chung là những ải ban đầu này thì dễ rồi. Ok, chúng ta sẽ ra ngoài lại được chiêu mộ miễn phí thêm tướng này. Các bạn để bỏ qua nhanh nhá. Raphael, tướng tím 3 sao. Nhìn rất là ngầu luôn. Phải nói là game này thiết kế nhân vật đẹp thật. Tướng pháp sư, tướng cây làm phép đấy mọi người ạ. Các bạn này nâng cấp tướng Raphael này. Ta sẽ đi tăng level. À, các bạn để kích đây để tăng nhanh level này. Ồ, rất là tiện luôn. Đấy, tăng phát lên level 11 luôn. Bấm giữ nhá, tăng level. Nó rất là tiện. Rồi, mặc trang bị này. Ồ, trang bị nào không có thì các bạn có thể cán quét phó bản nhờ. Rồi, cộng này cộng điểm kỹ năng và nó sẽ cái kiểu gameplay này là kiểu gameplay từ hồi xưa rồi. Đây, mở khóa thêm tướng mới này. Tướng này là trước rồi mình chưa đọc xem tướng này là chất tướng là gì anh em ạ. Không sao, có vẻ như là cũng là tướng hồi máu.
Ồ, cũng là từ hồi máu. Cũng là từ hỗ trợ hồi máu nhá. Đấy, rồi mình sẽ lại tiếp tục vận ải thôi. Mình chết rồi, hình như chưa cho vào đội hình thì sao nhỉ? À đây, tự động nó cho đội hình rồi. Như vậy đội hình mình đã có 5 tướng này. À, chưa level 6, chưa có auto. Đấy, mình nhớ là mình chưa cho vào đội hình nhưng mà hình như là nó cứ cho hết tự động cho vào sao ấy. Kiểu kiểu như vậy. Mình sẽ chơi qua hết chương này nhá. Đấy, búp giáp cho cả tổ độ, rồi các bạn hãy hút máu. Đây, ta sẽ đánh. Ui, đống này. Thử cái chiêu của nhân vật mới mình. Ui, mạnh phết. Đấy, phải nói là hiệu ứng hình ảnh con game này ổn áp. Thực sự là ổn áp nhé mọi người nhé. Rồi à, đây, game này mình thấy là cái tỷ lệ quay tướng khá là khoai đấy mọi người ạ. Level 10 mở arena là đấu trường này, 12 thì mở bang hội. Đấy, các bạn cố gắng đánh được 3 sao nhé. Hoàn thành thì các bạn sẽ nhận được tướng miễn phí này. Confirm. À, nhận được luôn rồi ấy. Có thể cái phần đội hình sắp xếp ở đâu ta? Tướng Garcia này. Cũng là một tướng tanh thì phải. Mặc trang bị. Rồi, các bạn này nâng level cho tướng. Ủa, cái phần trận hình ở đâu nhỉ mọi người nhỉ? Mình đã chưa biết chỉnh trận hình, đội hình của mình ở đâu cả. Chưa hiểu lắm. Là à đây đây, các bạn này chọn tướng ra trận này. Tối đa là 5 tướng ra trận nhá. Ôi, tướng này 5 sao này. Thế mình phải ưu tiên là nâng cấp tướng 5 sao ấy nhỉ? Ồ, đúng rồi. Đây, chúng ta sẽ ra phần champion này, chúng ta sẽ chơi tướng 5 sao nhá. Đấy, chúng ta sẽ nâng level lên, max level 12 này. Ồ, chưa có nguyên liệu, cái này thì các bạn có thể sau này có thể quét phó bản. Đấy, đại loại các bạn này quét phó bản được để kiếm nguyên liệu để nâng cấp tướng chẳng hạn. Đấy, kỹ năng lên. Rồi, chúng ta vào chiến đấu nhá. Đánh nốt boss chương này đi. Boss nhìn rất là ngầu nên mình rất muốn đánh. Cho tướng ra trận này. Rồi, đó, nó sẽ có một cái thanh easy normal, tức là nó sẽ tính xem lực chiến của bạn so với kẻ địch nó như nào ấy. Khá là tiện nhờ. Đấy, nói chung là bạn nào mà thích dạng game thẻ tướng chiến thuật thì mình nghĩ là con Warspell có đủ họa đẹp đấy nhá. Thì con Warspell này rất phù hợp với anh em. Cái hạn chế của game này đó là nó chưa có trực tiếp ở trên store này, không chưa có tiếng Việt này, rồi chưa có trên iOS nữa. Đấy, thì các bạn nếu muốn chơi thì anh em sẽ phải tải file APK và chơi trên điện thoại hoặc là giả lập. Tóm lại thì con game này buổi đánh boss này đồ họa đẹp, phải nói là đồ họa rất là đẹp nhá mọi người nhá. Đấy, bạn nào quan tâm thì các bạn thể tải game và chơi thử xem sao. Đánh nó con boss này nha. Bụp ra phát. Ôi, không bụp ra phát đánh nổi đâu anh em ạ. Ui, khỏe đấy. Ui, boss rất là trâu luôn, thắng rồi. Wow, rất là vất vả. Ok, cảm ơn anh em đã dõi video này của Sói Bạc nhé. Và thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AppCoBE. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobile. Community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi.